Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel chợ Bình Dương 24 giờ. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật cái lô xe Honda Vario 125, Vario 160. Còn nếu mà dòng của Yamaha thì có Janus này, có Mio này, xe nhập khẩu á, rồi AB nữa. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có anh Kiều sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị và các bạn ha, mời Kiều. Hello các bạn, là Kiều đây ha. Cảm ơn các bạn đã click vào video của Kiều nha. Hiện tại là Kiều đang đứng ở cửa hàng xe máy Khải Quang nha. Địa chỉ là 16/23 Bình Quế A, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương nha. Thì hôm nay Kiều sẽ báo giá sơ và cái dòng tay ga cho mọi người ha. Bạn nào mà thích mẫu nào hoặc là thích phiên bản màu nào thì cứ việc nhắn tin cho Kiều để Kiều hỗ trợ báo giá các bạn nha. Có số Zalo bên dưới thì Kiều sẽ hỗ trợ nhanh nhất luôn ha. Và nhớ lên cửa hàng thì gọi điện Zalo hoặc là gọi điện số điện thoại để Kiều hỗ trợ tiền xăng cho các bạn nữa nha. À rồi, cái bên Kiều là một em Vario của 2022 ha. Màu này là màu xanh nhám, màu này là màu zin cho các bạn nha. Nè, các bạn thấy không? Màu này là màu zin nha. Hiện tại em này có giá là 44 triệu cho cái em này nha các bạn nha. Và mua góp đưa trước khoảng tầm cho Kiều từ 4 triệu tới 5 triệu là góp được rồi nha các bạn nha. Mẫu này Vario ha. Rồi, hiện tại là bên Kiều có một mẫu cả cộng mẫu 2023 và 2022 luôn. 2023 thì Kiều hay quay thì hôm nay Kiều sẽ quay 2022 cho các bạn nha. Bạn nào muốn mua nào thì nhắn tin cho Kiều thôi nha. Rồi, cái bên Kiều là những cái em mà lên màu 3D nè, như là màu cam nè các bạn. Màu này là bên Kiều lên 3D nha. Thì cứ màu zin cho Kiều là màu zin là 44. Còn các bạn lên màu mà màu như thế này nè, màu 3D như thế này thì các bạn thêm cho Kiều từ 1 tới 2 triệu là được nha. Nó sẽ dao động khoảng tầm từ 45 cho tới 46 triệu cho các bạn ha. Màu này là mẫu cam. Tại vì bên Kiều lên theo yêu cầu của khách hàng á, tại vì lên một số màu ở đây, kể cả ở đây và ở kho bên Kiều cũng còn rất là nhiều nha. Nhưng cái việc anh chị nào cũng muốn mua màu nào thì cái việc nhắn tin cho Kiều thôi ha. Rồi. Cái bên nữa là một em phiên bản màu đỏ cherry nha. Mẫu này hiện tại cũng là 45 triệu luôn các bạn nha. Màu đỏ cherry nha. Góp thì cũng đưa trước khoảng tầm từ 4 tới 5 triệu thôi và thủ tục cực kỳ đơn giản luôn, chỉ cần chứng minh nhân dân thôi hoặc là căn cước công dân. Còn bạn nào mà có hộ khẩu nè, bảo hiểm y tế nè hoặc là bằng lái xe thì mình nhớ đem theo để Kiều làm gói hỗ trợ với các bạn. Thứ nhất là lãi suất thấp nhất nè nha các bạn nha. Rồi. Cái bên nữa là một em phiên bản màu xám, màu này là màu 3D luôn các bạn nha. Tại vì màu này thì khách hàng yêu cầu khá là nhiều nên là bên Kiều lên sẵn luôn, anh chị lên lấy thôi chứ không có chờ đợi nữa ha. Và cái bên là một màu em màu trắng nè, trắng cam nè, các bạn nhìn kỹ nha, trắng là trắng cam, mẫu này là trắng bao gồm trắng bóng thì bên Kiều sẽ sơn 3D và mũ cam nha, mẫu này là bên Kiều cũng nhập luôn nha. Mẫu này sẽ dao động khoảng tầm 46 triệu nha các bạn nha. Mua gốc mây trang vậy luôn ha. Rồi, màu vàng nè, màu trắng này, màu trắng hồng nè, trắng hồng baby dành cho mấy bạn nữ ha. Cực kỳ đẹp luôn nha, mẫu này cũng 46 triệu luôn và được mua gốc cũng vậy luôn nha. Rồi. Các bạn muốn mua màu nào nữa hoặc là màu nào nữa thì cái việc nhắn tin cho Kiều để Kiều hỗ trợ lên màu hoặc là chụp màu cho các bạn ha. Rồi. Cái bên Kiều là những cái em mà Vario 160 hiện tại cũng đang rất là hot ha. Vario 160 bên Kiều là bản CBS á thì giá chỉ có 49 thôi, còn bản ABS thì giá 59 thôi ha. Cực kỳ rẻ luôn, nhà này xuống giá rất là nhiều luôn nha. Và cứ việc cứ dụ dạ đúng Vario rồi. 160 nha này. Dạ đúng rồi, cứ việc lên cứ lên màu 3D thì thêm cho Kiều khoảng tầm 1 triệu tới 2 triệu là được rồi ha. Giảm giá cực sốc luôn, mà bạn nào mua gớp thì bên Kiều có thể giảm nữa luôn ha. Rồi là biển số ở đâu thì cứ việc nhắn tin cho Kiều nha, Kiều để hỗ trợ báo giá biển số nha. Và màu thì đối với Kiều thì bên màu rất là nhiều luôn. Lên màu ở bên kho nữa ha. Quá trời màu luôn nha. Rồi. Rồi, thì cái bên là những cái em Mio này nhỏ nhỏ xinh xinh này, nhà các bạn nào nữ mà nhỏ nhỏ này, bạn nam nào muốn đổi xe lên Mio luôn ha. Nè. Mẫu này là một Mio 125 này, nhập Thái luôn nha các bạn nha. Mẫu này hiện tại bên Kiều có giá là 26 triệu thôi. À, 26 triệu, cực kỳ rẻ luôn, rẻ bèo luôn. Đặt trước bao nhiêu nhận xe không? Dòng này đưa trước khoảng tầm 1-2 triệu thôi là lấy xe về, okay. Rẻ như cho luôn. Còn chỉ cần Janus hơn, Janus thì giá sẽ dao động khoảng tầm từ 31 cho tới 33 triệu nha. Một cơ bà đúng rồi, đưa. Dạ đúng, bên Kiều này đủ màu hết trơn á, tại vì bên Kiều là tại vì không gian chân thì nó sẽ chân sát nhau một số màu thôi, còn bên kho thì màu nào cũng có nha. Cứ việc lên màu thôi là Kiều sẽ lấy màu cho ha. AB. Rồi. AB thì thôi màu nào cũng có luôn ha. AB 125 thì bên Kiều chỉ có 40 triệu thôi và 150 với 160 nó sẽ đi đôi với nhau là 54 triệu thôi nha các bạn nha. Với dòng này mua góp đưa trước cho bên Kiều khoảng tầm cỡ 2-3 triệu hay 3-4 triệu là góp được nha. Còn ví dụ như 150 thì mình đưa trước cao xíu, đưa trước khoảng tầm từ 7-8 triệu thôi là góp được rồi ha. 160 hiện tại giá sao không? Cũng 54 triệu luôn, bán đồng giá với 150 luôn. Đồng giá luôn. Này là xả kho, xả hết. Có phụ trợ kìa. Phụ trợ đây bên Kiều lên màu 3D nè, bên Kiều màu xanh nè. Thì trời em này có 31 triệu thôi nha các bạn nha. Màu này là màu 3D nha, đã bao gồm màu rồi nha các bạn nha. Trước bao nhiêu không? Đưa trước khoảng tầm 2 triệu lấy xe về. Cứ đợt này là cứ đưa 1-2 triệu thôi lấy xe về luôn nha. Trắng này là trắng bên Kiều, lên trắng này là trắng thì bên Kiều có 33 triệu thôi, nhưng mà các bạn lên màu nè, các bạn thấy em lên y chang con clip luôn nè. Còn là con quay Thái chứ quên, lên y chang con quay Thái luôn. Giá nó dao động khoảng tầm cỡ 34 triệu cho các em này nha. Mua gốc đi trước 2 triệu là được rồi. Ok. Thì đó mình báo nhanh ha, mình nghĩ là clip cũng không gọi là quá ngắn nhưng mà có đầy đủ dòng xe cho anh chị và các bạn ha. Thì anh chị và các bạn nào mua thì chịu khó mình kết bạn qua Zalo cho em Kiều để mà Kiều hỗ trợ tư vấn một cách nhanh nhất ha. Cảm ơn mọi người đã xem clip, mọi người xem thì like chia sẻ, xin chào.